Xin chào các bạn, mình đang ở chỗ họ ai bán hồng đây. Cái loại hồng này là 10.000 một gốc các bạn ạ. Gốc rất là to các bạn. Cái loại này thì trên mạng bán rất là nhiều các bạn. Đây này, các bạn nhìn này, gốc to, rất là to bằng đầu cổ tay này. Cái gốc này khi rất là lâu rồi các bạn, được phải đến 3-4 năm rồi đấy. Mình bây giờ mình sẽ chọn mua vài cây để về mình trồng thử xem là nó có lên không. Rất nhiều các bạn. Bây giờ trên mạng họ bán rất nhiều các loại này các bạn nhé, chỉ 10.000 một gốc thôi các bạn. Đây, họ mua cả bì đây này các bạn này. Đây là mấy cây hồng mình vừa chọn mua về các bạn. Mình mua 10.000 các bạn nhé. Cái loại này chỉ 10.000 đây. Người bán họ bảo là đây là hồng Đà Lạt, nhưng mà mình nghĩ thì không biết là có phải không. Bạn mình nhà vườn đấy, họ bảo là đây, một là hồng Đà Lạt các bạn, hai là hồng Trung Quốc các bạn ạ. Cái loại hồng này các bạn nhé, là họ ấy trồng, họ ấy để bán hoa các bạn ạ. Họ thu hoạch hoa nhiều năm quá rồi, nó cỗi rồi các bạn. Giờ nó ra hoa kém nên họ ấy thay vườn các bạn. Họ ấy nhổ đi một loạt những cây này để họ trồng cây mới các bạn ạ. Thế mới có giá 10.000 chứ các bạn. Những cây mà 3 năm thì làm ra không có giá 10.000 được các bạn. Đây, những cái cành nào mà nó bị gãy các bạn cắt hết đi. Để nó cũng thối mà. Cái loại này giờ trên mạng họ bán rất nhiều các bạn, chỉ có 10.000 thôi. Này, mấy nhà vườn họ bảo là cái loại này là đúng ra nhà vườn họ vất đi cơ, nhưng mấy thương lái ấy, họ buôn ấy về họ ấy bán lại với giá rẻ các bạn. Họ mua giá mua cái này chắc là tận vườn chắc chỉ mấy nghìn một cây. Thì một số nhà vườn họ bảo là những cái loại này là họ vất đi các bạn, nhưng mấy họ họ mua về họ đi bán lại cho mọi người trồng. Đợt trước mình cũng trồng mấy cây này rồi các bạn, nó cũng vẫn lên, nó vẫn ra hoa các bạn. Cái loại này là rất là dễ sống các bạn nhé, nhưng mà hoa nó không đẹp đâu các bạn. Mấy cả hoa nó ra ít lắm, không như những cây mà mình mua về các bạn. Những cây mình mua non về thì nó ra hoa đẹp hơn. Nhưng mà mọi người mới chơi ấy, mình nghĩ trồng loại này cũng được, nó vẫn ra hoa các bạn ạ. Cái loại này rất là dễ sống, thì sống gần như 100% các bạn. Để mình trồng cho các bạn xem là một thời gian sau nó có ra hoa không. Các bạn nhớ đất nhớ, đất của mình đây này, đất của mình trộn trấu và sơ dừa các bạn ạ. Các bạn trộn với trấu các bạn, đất rất là xốp. Cái hoa hồng này các bạn nhé, các bạn cho một ít phân vẫn được. Đây của mình có ít phân dê ở dưới chậu các bạn. Trước mình thay cho cây hồng vẫn còn, thế là mình cho luôn vào đây được. Cái loại này nó rất là dễ sống các bạn yên tâm. Đây đây cái chậu của mình. Cái chậu này mình mua 20.000 hay 15.000 các bạn. Hồng này các bạn nhé, mình mua về các bạn nhé, chứ mình không bán đâu các bạn nhé. Để mình trồng thử nó xem nó có lên không, lên đẹp không các bạn đang mua. Cây rất là to các bạn. Cái này mình phỉ đoán phải đến 3-4 năm rồi các bạn. Những cái cây này gọi phun thuốc rất nhiều các bạn nhé. Gọi phun thuốc kích thích để ra hoa mấy bệnh, mấy bị bệnh hoa hồng rất là nhiều bệnh đấy các bạn. Mùa xuân rất là nhiều bệnh. Mình nghĩ này gọi là gọi thu hoạch, gọi trồng ấy, để họ cắt hoa và bán ấy. Chắc là giờ nó ra kém rồi, ra hoa kém rồi, thế nên họ mới thay thôi. Những nhà vườn họ rất sợ cái họ bán hồng này các bạn nhé, tại vì hồng này bán rẻ hơn là cái hồng dễ trần kia các bạn. Những cái hồng, cây hồng dễ trần con, thì đợt trước mình cũng làm một cái video mua hoa hồng dễ trần ấy, cái đấy nó đắt hơn cái hồng này các bạn. Cái đấy 15.000 mà cái này chỉ có 10.000, mà mua nhiều chỉ có mấy nghìn một cây thôi, mua nhiều chỉ có 7-8 nghìn một cây thôi. Nó đắt hơn gấp đôi à, rẻ cái này, cái rẻ gấp đôi cái hồng dễ trần, cái nhỏ đó trước mình làm ấy. Nhưng mà cây này mình thấy thì sống, tỷ lệ sống rất là cao, nhưng mà trồng lâu dài thì mình không biết, chứ còn mình trồng mấy năm thì mình không biết. Nhưng mà hồng, những hồng dễ trần kia kìa, mình trồng mấy năm thì nó hoa rất là đẹp các bạn. Còn cái loại hồng này thì mình chưa trồng mấy năm. Bây giờ trước mình chỉ trồng một lần, trồng mình trồng hai cây, ai cho mình hai cây sợ mình cũng trồng rồi, nhưng nó vẫn ra hoa các bạn.
Cho đến lúc mình cho cây nên mình không biết nữa. Đây mình sẽ trồng thử xem là xem nó có ra hoa đẹp không. Đất mà các bạn trộn với sơn dừa với chấu các bạn nó rất là mủ, rất là xốp đất. Lúc nào các bạn xới lên các bạn xem rất là xốp. Các bạn xới nhá, mình trồng mình hay thi thoảng mình hay xới lên để mình bón phân đấy. Mình thấy cho chấu mới cho sơ dừa vào nó rất là xốp, dễ rất là dễ phát triển. Ở đáy chậu các bạn nên cho ít xỉ vào các bạn nhé, nó thoát nước rất là tốt. Đây là mình không có xỉ mình cho vào thôi, chứ bình thường mình hay cho xỉ ở dưới đáy chậu các bạn. Mưa to nó còn thoát nước được, mình không cho xỉ vào nó thoát nước rất là kém các bạn. Ít xỉ than xỉ than đấy các bạn, than tổ ong ấy, họ ấy đun rồi ấy, xong mình xin về mình cho vào đáy chậu các bạn. Đây mình ở quê nên có cái đất các bạn, còn các bạn ở phố mà không đất thì bắt buộc phải đi mua rồi. Mình hay mua thì mình hay mua đất Ba Hưng hơn đất Chivat các bạn. Đất Ba Hưng nó xốp hơn, đất Chivat mình thấy nó họ chỉ cho ít đất với cả ít cái gì nhỉ, chấu hun rồi. Các bạn muốn xem kết quả thì các bạn đăng ký kênh của mình các bạn nhé, để xem là khoảng 1 đến 2 tuần sau nó ra mầm thì mình sẽ đăng video cho mọi người xem. Mua một số người cứ chọn cái gốc to mua các bạn, theo mình thì không nên các bạn, mình chọn những cái gốc nào mà nó xanh các bạn, mà nó không 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 già quá ấy. Gốc mà càng già thì nó càng cỗi rồi các bạn, họ ấy thu hoạch lâu rồi nên cây cỗi lắm các bạn. Nếu đây đây đất vườn nhà mình rất là nhiều. Mua cây nhỏ nhỏ các bạn, vừa như của mình ấy, nó còn chưa già hẳn. Đây tưới các bạn, tưới lần đầu các bạn tưới thật thật là đẫm các bạn nhé, cho nó ngấm đều đi. Đây, mình nói mình đổ rất nhiều đất, bao giờ tưới nước nó xẹp xuống là vừa các bạn. Giờ đang mùa hè các bạn nữ tới tưới thoải mái đi. Để hôm sau mình sẽ làm một cái video xem là nó lên như nào, xem nó có ra hoa không các bạn nhé. Nó mà không ra hoa thì các bạn đỡ phải trồng, đỡ phải mua tốn tiền các bạn. Nhưng mình nghĩ chắc là nó vẫn ra hoa thôi. Đây, đây là mấy cây hồng mới của mình mới ươm này. Đây là hồng bạch. Đây, đây là mấy cây con mình mới ươm này. Xin chào các bạn.